Hello, xin chào các mẹ bầu đã quay trở lại với kênh của cô Na Yoga. Và bài tập ngày hôm nay, Na sẽ hướng dẫn cho các mẹ là một bài tập để giúp cho mẹ giảm được cảm giác bị đau lưng trong quá trình mà mang thai. Và Na hiểu được rằng là trong khi mang thai thì ở do em bé, kích thước của em bé sẽ lớn dần lên mỗi ngày và nó kéo cái trọng lượng cơ thể của mẹ sẽ bị đổ về phía trước nhiều, nó khiến cho khung chậu của mẹ bị cong và võng lên như thế này. Và vì khung chậu đẩy cong như thế này, nó sẽ làm cho phần lưng của mẹ bị đau mỏi. Và chính vì thế nên cái bài tập ngày hôm nay thì sẽ giúp cho mẹ cải thiện được điều này nha. Và Na thì cũng giống như mẹ thôi, mấy tháng trước thì Na cũng đang là một bà mẹ mà bầu và việc mang thai bạn khoai tây thì cũng sẽ làm cho Na bị đau khó chịu như vậy. Nhưng mà nhờ những bài tập yoga như thế này đã giúp cho cơ thể của Na giảm đau hơn rất là nhiều và ngay sau sinh thì Na cũng rất là nhanh chóng lấy được lại form dáng của mình. Bây giờ thì Na đã sinh em bé được 5 tháng rồi và cũng nhờ vào những cái bài tập yoga cũng lấy giúp cho Na có một cái cơ thể khỏe mạnh hơn. Nên hy vọng rằng mẹ cũng sẽ tập luyện yoga mỗi ngày để có sức khỏe giống như Na nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với bài tập của ngày hôm nay nhé. Mẹ sẽ đứng trên thảm và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện một loạt các động tác để giúp cho mẹ cải thiện được tình trạng đau lưng. Hai bàn chân của mẹ song song và mở rộng bằng hông. Mẹ xuôi tay dọc theo thân của mình, thả lỏng vai của mẹ ra và tập trung đỉnh đầu của mẹ vươn dài lên trần. Rồi bây giờ mẹ sẽ điều hòa hơi thở của mình đã nhé. Mẹ hít sâu. Hít sâu hơi và đẩy phần bụng của mẹ căng về phía trước. Thở ra, mẹ xẹp nhẹ nhàng bụng xuống. Tiếp tục hít sâu hơi để căng phần bụng của mẹ về phía trước. Thở ra, mẹ hạ bụng xẹp xuống. Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở. Rồi bây giờ hai tay của mẹ chống vào hông. Mẹ mở rộng ra, chân của mẹ lớn hơn hông một chút xíu. Chúng ta sẽ xoay tròn vùng hông nha. Hít sâu, mẹ đưa hông sang phải về trước, sang trái, ra sau và thở. Hít sâu. Thở ra. Hít. Thở. Hít, thở, hít sâu, thở, rồi hít, thở. Đổi chiều mẹ xoay ngược lại, hít sang bên trái về trước, sang phải ra sau thở. Hít sâu, thở ra, hít nào. Thở một lần nữa, hít, thở. Ok, rồi mẹ lại đứng thu hai chân lại mở rộng bằng hông của mình. Xuôi tay xuống dọc theo thân của mẹ. Thực hiện tư thế trái núi. Hít sâu, mẹ cố gắng giữ thẳng người, tập trung đỉnh đầu vươn dài lên trần. Các đầu ngón tay của mẹ hướng kéo dài xuống dưới. Cố gắng khi mẹ đứng như thế này nha. Trông thì tưởng là nhẹ nhàng nhưng thực ra là mẹ sẽ tập trung cái cảm giác vào các ngón tay của mẹ. Mẹ kéo dài hết cỡ tay của mẹ xuống dưới, đẩy lồng ngực lên. Lưu ý trong tư thế đứng, mẹ kiểm soát phần lưng của mình. Hãy cố gắng cuộn nhẹ phần mông của mẹ xuống. Thông thường thì các mẹ bầu do sức nặng của em bé thì sẽ kéo cho cái thắt lưng của mẹ bị võng ra như thế này. Cái mông của mẹ sẽ cong như thế này. Nên để giảm đau thì mẹ hãy cuộn cái mông của mình xuống. Cuộn đỉnh mông xuống nha. Rồi tập trung kéo dài các đầu ngón tay xuống dưới nào. Mẹ giữ tĩnh ở đây cho nè. 5 4 Bà vươn dài ngón tay xuống dưới đi mẹ. 2 1 Mẹ tiếp tục giữ nguyên tư thế ở đây. Hít sâu, kiễng cao gót chân của mẹ lên. Rồi thở ra từ từ mẹ hạ chân xuống. Hãy điều chỉnh cái phần lưng của mẹ nha. Phần thắt lưng, phần mông mẹ vẫn phải cuộn nhẹ xương mông xuống. Lên tiếp nào, hít sâu, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Nhớ là cuộn mông nha. Hít sâu, nâng lên. Thở hạ. Hít sâu, lên. Thở ra. Hít sâu lại nâng lên.
thở. Hít nào. Thở ra. Một lần cuối mẹ sẽ giữ tĩnh lại tư thế một chút cho Na nhé. Hít sâu, kiễng lên và mẹ giữ lại ở đây. 5 4 3 2 1 Từ từ mẹ thở ra, hạ gót chân xuống. Chuyển tiếp, hai tay của mẹ chống hông. Hoặc nếu mẹ cân bằng chưa tốt thì mẹ có thể đưa một tay ra để chống vào tường, hoặc chống vào ghế hay là chống vào bàn đều được. Nghĩa là tìm cho mình một cái điểm tựa để mẹ đặt cái tay của mình lên cái điểm tựa đó. Còn làm tốt thì mẹ chống cả hai tay vào hông. Thả lỏng vai của mẹ ra và thực hiện. Hít sâu, mẹ dồn trọng tâm vào chân phải, nâng chân trái của mẹ lên co gối. Rồi thở ra, từ từ mẹ duỗi thẳng chân, chạm hờ chân xuống thảm. Hít sâu, mẹ co chân lên. Thở ra, hạ xuống, chạm hờ chân xuống thảm. Hít sâu, mẹ nâng lên nào. Thở ra. Hít sâu. Thở ra một lần cuối. Hít sâu. Thở ra, mẹ hạ chân. Chúng ta đổi bên, lặp lại với chân bên trái làm trụ và nâng chân phải nha. Thực hiện. Hít sâu, nâng chân phải lên. Thở ra, hạ xuống. Hít sâu, nâng lên. Thở hạ. Hít nào. Thở ra. Hít. Thở. Hít sâu. Thở ra. Rồi chúng ta hạ cả hai chân. Mở rộng chân lớn hơn hông một chút. Hai bàn chân vẫn song song với nhau. Hít sâu, mẹ vươn cao hết cỡ các đầu ngón tay lên trần. Kéo dài hết cỡ cột sống của mẹ. Nào, cuộn nhẹ xương cụt xuống cho Na đi nào. Không để võng thắt lưng quá nhiều, mẹ sẽ đau lưng đấy. Cuộn mông xuống. Rồi vươn cao tay lên. Mẹ giữ tĩnh ở đây. Với cao tay lên trần. 5 4 3 2 1 Tiếp tục hít sâu, từ từ mẹ gập người. Lưng của mẹ song song với sàn và chuyển tay đặt lên đầu gối. Kéo dài hết cỡ cột sống của mẹ. Khi mẹ chống tay ở đây, mẹ tập trung để ý, đẩy nhiều mông của mình về phía sau và cố gắng dồn suy nghĩ vào đỉnh đầu, kéo dài đỉnh đầu về phía trước. Gương mặt của mẹ nhìn xuống dưới thảm. Cố gắng đưa đầu về trước và đưa mông về phía sau, kéo dài hết cỡ cột sống của mẹ ra. 5 4 3 2 1 Từ từ mẹ chống tay xuống thảm và hít sâu, thở ra. Mẹ trùng gối chân, bước lùi chân phải về phía sau, tư thế trường tấn. Chân trái mẹ dịch sang bên trái để mình không bị vướng vào vùng bụng của mẹ nhé. Ống đồng chân trái của mẹ vuông góc với thảm. Hai bàn tay ngang hàng với bàn chân trái. Giữ cho lưng của mẹ thẳng nào. Duỗi thẳng căng chân phải về phía sau. Đạp căng gót chân và mẹ giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Hãy cố gắng trụ chắc vào chân của mẹ, đứng thật vững. Rồi từ từ, thật chậm, chân trái mẹ vẫn co gối nha. Hít sâu, mẹ nâng người của mình lên. Nâng người dựng thẳng, nhớ là vẫn giữ chân trái trùng gối. Làm tốt hơn nữa thì hãy vươn cả hai tay lên, hướng lòng bàn tay vào nhau theo tư thế chiến binh 1. Cố gắng giữ ở đây nào. 5 4 3 2 1 Chậm 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 hít vào, mẹ hạ tay và gập người về phía trước. Bước lùi chân trái của mẹ về phía sau, đẩy hông lên tư thế chó duỗi mình. Nâng cao mông và cúi đầu nhìn theo chân của mẹ. Chúng ta đổi bên luôn nha.
Hít sâu, mẹ đẩy người về trước. Mẹ bước chân phải của mình lên và đặt sang bên phải. Cố gắng đặt chân về phía trước nhưng mà dịch sang bên phải một chút để không bị vướng vào vùng bụng của mẹ. Tư thế trường tấn, tay ngang với bàn chân phải. Duỗi thẳng căng chân trái ra nào. Ống đồng chân phải của mẹ vuông góc với thảm nhé. Mẹ giữ tĩnh ở đây nào, nhìn về phía đầu thảm của mình đi. 5 4 3 2 1 Tiếp tục mẹ giữ thật chắc chân, rồi từ từ nâng người lên. Ống đồng chân phải vẫn vuông góc với thảm và mẹ vươn cả hai tay hướng lòng bàn tay vào nhau. Giữ tĩnh. 5 4 3 2 1 Hít sâu và thở ra, mẹ hạ tay, chống tay xuống thảm. Từ từ hạ gối chân trái xuống và hít sâu. Mẹ bước lùi chân phải về sau, chống gối cả hai chân. Xòe căng lòng bàn tay của mình ra nào, áp chặt bàn tay của mẹ xuống thảm. Cánh tay vuông góc với thảm, bắp đùi vuông góc thảm và đầu gối mở rộng bằng hông. Hít sâu, mẹ thả lỏng thắt lưng của mình và đẩy căng hết cỡ lồng ngực về phía trước. Vươn căng cằm cổ của mình về trước, tư thế con bò. Giữ ở đây. Đẩy căng ngực ra, giữ ở đây nào. 5 4 3 2 1 Hít sâu, từ từ cuộn người lại. Cúi đầu nhìn xuống dưới bụng của mình, thả lỏng đầu vai, đẩy cao lưng lên. 5 4 3 2 1 Mẹ tiếp tục tách rộng gối sang hai bên một chút. Tách rộng gối sang hai bên. Từ từ mẹ hạ hai khuỷu tay xuống thảm. Hạ hai khuỷu tay xuống thảm. Hít sâu, đẩy lùi hông về sau và mẹ cúi đầu xuống. Đỉnh đầu của mẹ chạm gần xuống tới thảm, mẹ để ý vai của Na này. Từ từ mẹ đẩy người về sau cho vai của mẹ được giãn mở nhẹ nhàng. Cúi đầu xuống, thả lỏng đầu của mình. Rồi thở ra, giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Chậm chậm hít vào, nâng người lên, ngồi lùi về phía sau, mông ngồi lên gót chân, đầu gối mở rộng. Mở rộng bằng hông hoặc hơn hông một chút, ngồi mông lên gót chân. Mẹ đặt hai tay lên đầu gối. Hít sâu, trùng nhẹ khuỷu tay và kéo lồng ngực của mẹ về phía trước. Từ từ mẹ thở ra, cuộn nhẹ, nhìn xuống dưới bụng của mình. Lặp lại, hít sâu, trùng tay và kéo đẩy lồng ngực của mình về phía trước. Thở ra chậm, cúi đầu xuống nhìn vào bụng của mình. Hít sâu, lại kéo tay đẩy ngực về trước rồi giữ tư thế ở đây, giữ tĩnh. 5 4 3 2 1 Từ từ thở ra, cuộn người lại, cúi đầu nhìn xuống dưới bụng của mẹ. 5 4 3 2 1 Mẹ ngồi nghiêng mông sang bên và đưa hai chân của mình về phía trước. Co cả hai chân lại, tư thế cánh bướm. Hai bàn chân chạm vào nhau và mẹ kéo hai bàn chân tiến gần về phía bụng của mẹ. Đan hai bàn tay lại và nắm vào bàn chân của mình. Thả lỏng vai. Ngồi thẳng lưng lên và chúng ta điều khiển đầu gối của mình nha. Rồi lắc lư cả hai gối của mẹ đi nào, massage toàn bộ vùng cột sống. Ngồi thẳng lưng lên và lắc lư hai đầu gối của mẹ.
cố gắng lắc lư đầu gối, mát xa phần khung trậu của mẹ. Kết thúc dừng chân lại, mẹ giữ nguyên chân phải ở đây. Mẹ duỗi chân trái về phía trước, tư thế ba nhánh chạm mặt. Mẹ áp bàn chân phải gần sát vào đùi bên trái. Mình kéo nhẹ vùng mông ra để cho hai mông của mẹ, cái xương ngồi của mẹ nó được áp sàn. Thực hiện ngửa bàn chân trái lên này. Hít sâu, vươn căng hết cỡ cánh tay của mẹ lên trần, kéo giãn cột sống. Thở ra chạm cả hai tay vào ống đồng hoặc đầu gối tùy theo độ dẻo. Dẻo đến đâu mẹ trượt, tiếp tay tiến gần về phía cổ chân đến đó. Thả lỏng vai, ngồi thẳng lưng và mẹ giữ. Làm tốt thì mẹ trượt dần tay về phía chân tiếp nha, nhưng nhớ là phải giữ cho cái lưng của mẹ được thẳng nhá. Rồi mẹ giữ tĩnh ở đây. 5 4 3 2 1 Từ từ mẹ nâng người của mình lên. Tiếp theo mẹ thu chân trái lại co gối. Tay trái của mẹ nắm vào bàn chân trái. Tay phải mẹ chống sang ngang hơi chếch về phía sau một chút. Hít sâu, mẹ nâng chân trái của mình lên. Nhớ là mẹ đưa gối dịch sang bên trái một chút để không bị vướng vào vùng bụng của mẹ nhé. Tùy theo độ dẻo, thở ra mẹ dần dần đẩy thẳng dần gót chân, thẳng dần, tùy theo độ dẻo. Nếu mà mẹ cảm thấy căng nhiều vào khoeo chân này rồi thì mẹ có thể hơi trùng nhẹ như thế này. Làm tốt thì mẹ sẽ duỗi dần ra. Càng căng càng tốt. Giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Chậm chậm mẹ hạ chân trái xuống. Rồi chúng ta đổi bên. Co chân trái lại và duỗi thẳng chân phải về phía trước, tư thế ba nhánh chạm mặt. Áp bàn chân trái tiến gần vào đùi phải. Mẹ ngồi thẳng lưng lên nào. Ngửa bàn chân phải lên thực hiện. Hít sâu, vươn dài hết cỡ cột sống lên trần, kéo giãn. Thở ra mẹ đặt cả hai tay lên đầu gối hoặc ống đồng. Làm tốt mẹ trượt dài tay về phía cẳng chân tùy theo độ dẻo của mẹ. Và mẹ giữ ở đây. Cố gắng đẩy căng lồng ngực và mẹ giữ tĩnh. 5 4 3 2 1 Chậm chậm nâng người lên. Tiếp tục mẹ thu chân phải lại. Tay phải mẹ nắm vào bàn chân phải và ngồi thẳng lưng. Tay trái chống sang bên. Hít sâu, nâng chân phải của mẹ lên. Từ từ duỗi thẳng chân phải, tùy theo độ dẻo nha. Làm tốt mẹ duỗi thẳng căng, chưa được thì mẹ trùng gối nhẹ nhàng. Ngồi thẳng và đẩy căng lồng ngực của mẹ, rồi chúng ta giữ ở đây. Duỗi thẳng chân nào. 5 4 3 2 1 Từ từ mẹ thu chân lại, hạ xuống. Co cả hai chân lên. Hai đầu gối của mẹ song song với nhau. Hai đầu gối mở rộng bằng hông, bàn chân mở rộng bằng hông, ống đồng song song với nhau. Chống hai tay của mẹ về phía sau và ngồi thẳng lưng. Dùng tay đẩy thẳng căng lồng ngực của mẹ lên. Tư thế vặn mình. Hít sâu. Mẹ thở ra đổ cả hai chân sang bên trái. Hơi vặn vai sang bên phải. Rồi lại hít sâu, nâng gối lên. Thở ra đưa sang trái và quay đầu vặn vai sang bên phải. Hít sâu, nâng gối. Thở ra đổ gối sang phải và vặn vai sang bên trái. Hít sâu. Thở ra đổ gối sang trái. Hít sâu, nâng lên.
thở đổ gối sang phải. Hít nâng lên. Thở đổ gối sang bên trái. Một vòng nữa. Hít sâu nâng lên. Thở đổ gối sang phải. Hít sâu nâng lên. Thở đổ gối sang bên trái. Rồi mẹ nâng gối lên. Tiếp tục chúng ta duỗi thẳng cả hai chân và tách rộng chân ra sát mép thảm. Tư thế căng duỗi phía tây. Ngửa bàn chân lên và tách rộng chân. Hít sâu, vươn dài cánh tay lên trần. Thở ra từ từ, mẹ đặt cả hai tay lên ống đồng hoặc cổ chân, đầu gối. Tùy theo độ dẻo của mình để mẹ chọn cái vị trí mẹ đặt tay nhé. Miễn sao là lưng của mẹ được duỗi thẳng nào. Cố gắng giữ tư thế ở đây đi, thẳng lưng lên nào. Thả lỏng vai. Rồi tiếp tục cố gắng lân tay xa về phía trước theo hơi thở. Mẹ sẽ hít hơi thật sâu và thở ra, mẹ trượt dần tay về phía trước tùy theo cái độ dẻo của mình. Nhưng vẫn nhớ đảm bảo lưng thẳng cho Na nha. Tiếp tục trượt tay đi nào mẹ ơi, giữ nào. 5 4 3 2 1 Từ từ thu tay lại và nâng người lên, hít sâu. Thở ra, mẹ co chân và nằm ngửa. Cố gắng mẹ nằm xuống chậm rãi nha, từ từ đỡ lưng. Hạ dần khuỷu tay chậm rãi để mẹ nằm. Nằm ngửa. Mẹ co hai chân lại, mẹ đưa chân trái của mẹ gác cổ chân trái lên đầu gối chân phải. Gác cổ chân trái lên đầu gối chân phải. Rồi hít sâu, mẹ nâng chân phải lên. Hai tay của mẹ nắm nhẹ vào ống đồng phải. Tùy theo cái độ lớn của bụng nha. Nếu mà bụng của mẹ lớn nhiều rồi, mẹ bị vướng rồi, thì mẹ chuyển tay xuống nắm vào đùi dưới cho Na. Nắm vào đùi, đấy, đan tay vào nắm đùi. Còn nếu mà cái bụng của mình nó vẫn còn nhỏ, thì mẹ có thể nắm sâu hẳn tận vào ống đồng, để cái động tác này nó được căng hơn. Tùy theo độ dẻo nhá, động tác này giúp cho mẹ giảm đau lưng rất là tốt. Cố gắng giữ nha. Giữ nào. 5 4 3 2 1 Mẹ buông tay ra. Đổi bên. Hạ chân trái xuống thảm và gác chân phải lên gối trái. Mở rộng gối chân phải ra. Rồi thực hiện hít sâu, nâng chân. Thở ra, tay giữ vào chân và giữ tĩnh. Tùy theo nha, mẹ có thể đan tay xuống dưới đùi này, giữ vào cái đùi của mẹ. Hoặc là đan sâu tay lên đến ống đồng chân trái, mẹ giữ vào ống đồng. Thả lỏng cái cẳng chân phải ra để cho cơ đùi phải nó được giãn. Mẹ giữ. 5 4 3 2 1 Chậm chậm buông tay ra khỏi chân. Rồi bây giờ nâng thẳng cả hai chân lên trần. Duỗi thẳng cả hai chân. Hai tay của mẹ đỡ vào bắp đùi. Mẹ duỗi thẳng chân lên và mẹ giữ tĩnh ở đây, để máu huyết lưu thông từ chân lên đến cơ thể của mẹ. Cứ thả lỏng ở đây thôi, mẹ không cần phải duỗi thẳng căng hết cỡ, tùy theo khả năng mình duỗi. Mình cứ thả lỏng ở đây để cho máu lưu thông. Giữ tĩnh nào. 5 4 3 2 1 Từ từ hạ chân xuống. Rồi mẹ lật nghiêng người sang bên thuận, chúng ta nằm thư giãn. Tùy theo bên nào mà mẹ cảm thấy nằm dễ chịu thì mẹ nằm nha. Co chân và co tay. Thả lỏng cơ thể của mình. Mẹ đặt một tay lên bụng. Chạm nhẹ vào bé yêu của mẹ. Rồi mẹ nhắm mắt lại. Điều hòa hơi thở của mình nhé. Hít sâu, mẹ đẩy căng bụng của mình về trước. Thở ra, chậm chậm, mẹ đưa hơi ra ngoài.
bụng mình xẹp nhẹ nhàng. Hít sâu, mẹ đẩy căng bụng về trước. Thở ra, chậm 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 chậm, bụng thả lỏng xẹp nhẹ xuống. Hít sâu, đẩy đầy hơi, bụng căng về phía trước. Thở ra. Tiếp tục hít sâu, đẩy căng bụng. Thở ra. Hít sâu nào. Thở ra. Một lần cuối hít sâu. Thở ra. Từ từ mẹ mở mắt. Chống tay và nâng người ngồi lên nào. Vậy là mẹ và bé đã cùng với Na hoàn thành xong bài tập của ngày hôm nay rồi. Bài tập này đã giúp cho phần lưng của mẹ được thư giãn và massage một cách dễ chịu và thoải mái. Chắc chắn rằng bây giờ mẹ đã cảm thấy cơ thể của mình dễ chịu và thoải mái hơn rất là nhiều rồi, có đúng không? Nếu mà mẹ cảm thấy cơ thể của mình thoải mái như thế nào, thư giãn ra sao, thì mẹ hãy comment cái cảm nhận của mẹ khi mà mẹ tập luyện bài tập này xuống dưới video này nhé. Và trong cái hành trình mang bầu thì sẽ có rất là nhiều những dấu hiệu vấn đề mà cơ thể mẹ sẽ thay đổi, khiến cho cơ thể mẹ bị đau tức mệt mỏi, hay là gặp một số những cái hiện tượng như là mất ngủ, stress, căng thẳng. Thì những vấn đề này đều có thể được cải thiện nhờ việc tập luyện yoga mỗi ngày. Chính vì vậy nên Na đã xây dựng một chuỗi giáo án gồm có 40 bài tập yoga giúp cho mẹ có thể tập luyện được lần lượt từ tuần thai đầu tiên cho đến tuần thai cuối cùng khi mang thai. Chính vì vậy nên nếu như mẹ mong muốn được sở hữu trọn bộ cái chương trình tập luyện cùng với trong cái hành trình mang bầu này, thì mẹ hãy nhấn vào đường link xuống dưới phần mô tả ở video này để đăng ký chương trình trọn bộ, đăng ký sở hữu trọn bộ chương trình 40 bài tập yoga dành cho mẹ bầu nha. Và nhớ rằng là hãy comment xuống dưới video này cảm nhận của mẹ sau khi tập bài tập này cùng với Na nhé. Na sẽ gặp lại mẹ ở trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.